Tả quả táo, tập làm văn lớp 2. Bài văn mẫu 1, tả quả táo. Từ bé em đã rất thích ăn táo, vì thế hôm trước mẹ đi siêu thị về đã mua cho em vài trái táo đỏ trông rất ngon mắt, quả to hơn nắm tay người lớn, vỏ quả không xanh như táo ta mà đỏ thẫm lại, căng bóng non rất đẹp, trên vỏ lại có vài đốm đen điểm vào cái màu đỏ ấy. Quả được cắt cuống gọn gàng, dùng dao bổ quả, thịt vỏ dần dần lộ ra, màu trắng ngà non thật ngon mắt, hạt táo nho nhỏ, đen nhánh. Mẹ em bổ quả táo thành từng miếng nhỏ non như những chiếc thuyền nan bé bé xinh xinh. Táo rất giòn, vị táo rất ngọt và thơm. Mẹ em nói loại táo này nếu ăn vỏ có rất nhiều vitamin có lợi, cắn một miếng táo, vị giòn ngọt đọng lại tạo nên một hương vị khó quên cho bất kỳ ai nếm thử nó. Biết em thích ăn táo nên mẹ em rất hay mua về nhà để ăn, hoặc thắp hương tổ tiên. Một dịp lễ Tết, táo lại trở thành thứ hoa quả không thể thiếu trên bàn thờ nhà em. Hương vị của quả táo đỏ đã in dấu ấn đậm nét trong tâm hồn em, trở thành một thứ quả mang hương vị ngọt ngào mà em không thể nào quên được. Tả quả táo, bài văn mẫu 2. Vườn nhà bà em trồng rất nhiều loại cây, nhưng em ấn tượng nhất là cây táo với những quả sai chữ chịt, trông rất ngon mắt. Quả táo tròn, căng mọng như nắm tay người lớn, cuống táo nhỏ, ngắn và mảnh. Sự hấp dẫn đầu tiên của trước hết nằm ở màu sắc của vỏ táo đỏ thẫm với những chấm vàng li ti trông rất đẹp mắt. Sau lớp vỏ mỏng là lớp thịt quả màu vàng nhạt, ăn vào cảm giác giòn xốp. Giữa quả có cái hột nhỏ màu đen, không ăn được. Ăn táo có cảm giác chua chua ngọt ngọt, hương vị rất dễ ăn. Thỉnh thoảng bà em ra vườn hái vào bổ cho cả nhà ăn, để cúng tổ tiên những ngày lễ Tết. Riêng em, mỗi lần đi học về vẫn mong một cốc sinh tố táo mát lạnh và bổ dưỡng bà làm cho. Em rất thích quả táo, vì hương vị của nó không chỉ thơm ngon mà còn là hương vị của tuổi thơ em. Bài văn mẫu 1, tả quả táo. Từ bé em đã rất thích ăn táo, vì thế hôm trước mẹ đi siêu thị về đã mua cho em vài trái táo đỏ trông rất ngon mắt, quả to hơn nắm tay người lớn, vỏ quả không xanh như táo ta mà đỏ thẫm lại, căng bóng non rất đẹp, trên vỏ lại có vài đốm đen điểm vào cái màu đỏ ấy. Quả được cắt cuống gọn gàng, dùng dao bổ quả, thịt vỏ dần dần lộ ra, màu trắng ngà non thật ngon mắt, hạt táo nho nhỏ, đen nhánh. Mẹ em bổ quả táo thành từng miếng nhỏ non như những chiếc thuyền nan bé bé xinh xinh. Táo rất giòn, vị táo rất ngọt và thơm. Mẹ em nói loại táo này nếu ăn vỏ có rất nhiều vitamin có lợi, cắn một miếng táo, vị giòn ngọt đọng lại tạo nên một hương vị khó quên cho bất kỳ ai nếm thử nó. Biết em thích ăn táo nên mẹ em rất hay mua về nhà để ăn, hoặc thắp hương tổ tiên. Một dịp lễ Tết, táo lại trở thành thứ hoa quả không thể thiếu trên bàn thờ nhà em. Hương vị của quả táo đỏ đã in dấu ấn đậm nét trong tâm hồn em, trở thành một thứ quả mang hương vị ngọt ngào mà em không thể nào quên được. Tả quả táo, bài văn mẫu 2.
Vườn nhà ba em trồng rất nhiều loại cây, nhưng em ấn tượng nhất là cây táo với những quả sai chữ chịt, trông rất ngon mắt. Quả táo tròn, căng mọng như nắm tay người lớn, cuống táo nhỏ, ngắn và mảnh. Sự hấp dẫn đầu tiên của trước hết nằm ở màu sắc của vỏ táo đỏ thẫm với những chấm vàng li ti trông rất đẹp mắt. Sau lớp vỏ mỏng là lớp thịt quả màu vàng nhạt, ăn vào cảm giác giòn xốp. Giữa quả có cái hột nhỏ màu đen, không ăn được. Ăn táo có cảm giác chua chua ngọt ngọt, hương vị rất dễ ăn. Thỉnh thoảng bà em ra vườn hái vào bổ cho cả nhà ăn, để cúng tổ tiên những ngày lễ Tết. Riêng em, mỗi lần đi học về vẫn mong một cốc sinh tố táo mát lạnh và bổ dưỡng bà làm cho. Em rất thích quả táo, vì hương vị của nó không chỉ thơm ngon mà còn là hương vị của tuổi thơ em.